Hồng diễm phim Moscow Mùa Thay Lá, đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, viên mãn bên chồng đại gia và hai con. Hồng diễm sinh ra trong một gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật, thế nhưng cô nàng xinh đẹp này lại bị cuốn theo nghề mẫu, bén duyên với sàn catwalk từ rất sớm. Vì không đậu đại học nên dưới sự giúp đỡ của chị em siêu mẫu Thúy Hằng, Thúy Hạnh, Hồng diễm đã được đào tạo bài bản để trở thành một model chuyên nghiệp. Đến năm 2004, Hồng diễm tham gia Hoa hậu Ngọc Trai Phương Đông và đã xuất sắc lọt top 10 chung cuộc. Trong khoảng thời gian này, cô dần trở thành gương mặt được nhiều khán giả yêu mến trên truyền hình. Khi giữ vai trò MC trong các chương trình truyền hình Tôi Yêu Việt Nam, Con Đường Doanh Nhân, SEA Games 23, sau 6 năm làm người mẫu, Hồng Diễm chính thức bén duyên với phim ảnh và chuyển hướng sang theo đuổi lĩnh vực này. Vai diễn đầu tiên của Hồng Diễm là Nga trong Chàng Trai Đa Cảm. Cô đi casting cho vai chính, tuy nhiên chỉ nhận được vai phụ bởi lối diễn xuất thời đó chưa có nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng trong dự án phim này, khán giả đã thấy cô người mẫu tay ngang đã làm tròn vai để lại ấn tượng cho khán giả và lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn VFC. Đến năm 2011, đạo diễn Trọng Trinh quyết định mời Hồng Diễm đóng vai nữ chính trong Cầu Vồng Tình Yêu. Đây cũng chính là dự án khiến tên tuổi của nữ diễn viên này một bước lên tiên. Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn nhớ đến cái tên Mộc Miên, một trong những dấu ấn khó phai trong sự nghiệp diễn xuất của Hồng Diễm. Sau thành công của Cầu Vồng Tình Yêu, Hồng Diễm lại quyết định lui về ở ẩn, tạm ngưng phụ sóng trên màn ảnh và cho đến 5 năm sau mới tái xuất trong dự án phim Moscow Mùa Thay Lá. Mặc dù bộ phim chiếu vào dịp Tết chỉ có 4 tập thôi nhưng đã nhận được hiệu ứng rất lớn từ phía khán giả. Nhờ lối diễn xuất chân thật tự nhiên cùng sự phối hợp rất ngọt ăn ý với Hồng Đăng mà mỹ nhân màn ảnh đã lần đầu tiên được lọt vào top đề cử của giải thưởng danh giá VTV Award. Trong Cả Một Đời Ân Oán, một tác phẩm khác của đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh, nữ diễn viên sinh năm 1983 cũng đã vượt qua được cái bóng của chính mình với vai Dung. Ở thời điểm này, lối diễn xuất của Hồng Diễm khán giả nhận định là đã quá đỉnh. Tiếp sau đó, Hồng Diễm khiến người hâm mộ ấn tượng với vai Khuê trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Người Phụ Nữ Thiệt Thòi Trong Hôn Nhân. Đây cũng chính là dạng vai sở trường của nữ diễn viên này. Cô thường hóa thân thành những nhân vật nhẹ nhàng, hiền lành, có số phận đa đoan. Diễn xuất sắc vai Khuê đã khiến cho Hồng Diễm lập cú đúp, nhận được hai giải thưởng danh giá VTV Award và Cánh Diều Vàng. Năm 2020 cũng là một năm đầy thành công đối với Hồng Diễm khi cô góp mặt trong dự án phim Hướng Dương Ngược Nắng. Tác phẩm này được xem là bom tấn truyền hình. Bộ phim nói chung và vai Minh Châu do Hồng Diễm thể hiện nói riêng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Hồng Diễm có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và hai con. Nữ diễn viên Hướng Dương Ngược Nắng thừa nhận mình là mẫu người phụ nữ của gia đình, thế nên cô lập gia đình từ năm 25 tuổi. Được biết chồng Hồng Diễm là một doanh nhân sở hữu khối tài sản khủng hơn cô 12 tuổi. Trải qua 13 năm chung sống, đến nay vợ chồng Hồng Diễm vẫn giữ được lửa hạnh phúc, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Dù rất được khán giả quan tâm tò mò, nhưng mỹ nhân mà ảnh rất ít khi chia sẻ về chồng trước truyền thông. Cô xem đó là một góc riêng, giữ cho riêng mình. Ở tuổi 38, Hồng Diễm vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung và gu ăn mặc cũng ngày càng thăng hạng. Cô là một trong những diễn viên hiếm có của màn ảnh Việt vừa có sự nghiệp thăng hoa lẫn hôn nhân viên mãn khiến khán giả rất ngưỡng mộ. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.